Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An bị cấm xuất cảnh. Một nguồn tin nội bộ cho Thời báo chấm đê biết tin này vào ngày 7 tháng 5. Nguyễn Đức Trung sinh năm 1974, quê ở Nghi Sơn, Thanh Hóa, gia đình hiện nay sống tại Hà Nội. Trước đây, Trung từng được sự nâng đỡ của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch tập đoàn AIC. Bà Nhàn được mệnh danh là con bạch tuộc đỏ, chuyên hút máu các tài sản công của nhà nước, rồi chia phần cho các cán bộ nhà nước theo tỷ lệ 4-6. Lúc đó, Trung giữ chức vụ, vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ năm 2009 đến năm 2014. Từ năm 2015 đến 2020, Trung được hậu pháo bơm tiền để chạy lên lần lượt các chức vụ khác, mà cao nhất là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thời đó, Trung là chân chạy điếu đớm cho bà Nhung, vợ của ông Tô Huy Rứa, trưởng ban tổ chức Trung ương. Bà Nhung cũng khét tiếng tham lam vô độ, hậu pháo gọi bà Nhung là mẹ và Trung cũng không ngoại lệ. Hình ảnh Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Từ những bước đệm đó, Trung đã phất lên như diều gặp gió. Khi về Nghệ An vào năm 2020, Trung cung phụng bí thư Thái Thanh Quý như cha đối xử với con, từ miếng ăn cho đến tiền bạc. Quý chẳng xem anh em cán bộ trong cơ quan ra gì, nhưng với Trung thì Quý rất kính nể và vâng dạ. Trước mặt thì Trung xem Quý như lãnh đạo, nhưng sau lưng Trung không bao giờ phục và coi trọng Quý. Nhiều lần Trung nói bí thư Quý không có năng lực và trình độ, văn bản được soạn sẵn mà còn phát âm sai, không có kiến thức chuyên môn nhưng lại thích chỉ đạo. Những tháng gần đây, sau khi nghe tin Hậu Pháo, Phúc Sơn và Hưng, Thuận An bị bắt, thì Trung bắt đầu thắp nhang đốt vàng mã suốt ngày. Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch tập đoàn Thuận An, khai biếu cho Trung 500.000 đô la Mỹ và Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn, khai biếu cho Trung 1 triệu đô la Mỹ. Sự nghiệp chính trị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung được xem là đã kết thúc. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã cấm Trung xuất cảnh. Trung cũng bị hạn chế tham gia các cuộc họp, hội nghị trong tỉnh cũng như khu vực. Lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nhấn mạnh như vậy tại phiên họp thứ 12 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng ngày 31 tháng 7 năm 2017. Hình ảnh Thái Thanh Quý, bí thư tỉnh ủy Nghệ An. Công tác phòng chống tham nhũng suốt thời gian đốt lò, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng thường khẳng định chống tham nhũng không có vùng cấm. Như vậy, đảng viên Nguyễn Đức Trung có ngoại lệ hay không? Không chỉ riêng Nguyễn Đức Trung sai phạm mà cấp trên của Trung Thái Thanh Quý cũng phạm phải những sai phạm tày đình. Như Thời báo chấm đê đã đưa trong các bản tin trước, mạng xã hội những ngày gần đây chia sẻ những tin tức liên quan tới bê bối của bí thư và chủ tịch Nghệ An. Theo đó, nguồn tin nội bộ chúng tôi biết Hưng, Thuận An không chỉ biếu cho Trung 500.000 đô la Mỹ mà cũng biếu cho Quý 700.000 đô la Mỹ. Các khoản biếu xén này có liên quan đến các dự án của tập đoàn Thuận An tại Nghệ An, trong đó có dự án cầu cửa hội bắc qua sông Lam và gói thầu 14 thi công nâng cấp quốc lộ 15A đi qua tỉnh Nghệ An. Tương tự, hậu pháo của Phúc Sơn cũng biếu Quý 1 triệu đô la Mỹ liên quan đến các dự án của tập đoàn Phúc Sơn tại Nghệ An, trong đó có dự án khu đô thị Hưng Hòa 1 và 2 tại thành phố Vinh với tổng quy mô hơn 200 hecta. Vẫn theo nguồn tin, Thái Thanh Quý được mệnh danh là Mao Trạch Đông tái thế khi có các mối quan hệ tình dục ngoài hôn nhân bừa bãi. Theo đó, Quý có quan hệ với một số nữ sinh viên tại các trường Cao đẳng Y tế Nghệ An và Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm đê với bản tin Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An bị cấm xuất cảnh. Quốc hội đã trở thành công cụ đắc lực của đảng. Ngày 6 tháng 5, blog Lê Quốc Quân trên VOA Tiếng Việt bình luận Quốc hội, nhân dân và những võ sĩ giác đấu. Với việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mới đây, tác giả nhận xét số lần họp bất thường 7 lần của Quốc hội đã nhiều hơn họp thường lệ 6 lần, là hệ quả của những xáo trộn ở thượng tầng, nơi có nhiều nhân vật đã được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Hình ảnh bài trên blog Lê Quốc Quân VOA. Tác giả nhắc lại Việt Nam đã từng có một quốc hội dân chủ, đó là quốc hội khóa 1, được bầu ra qua cuộc tổng tuyển cử vào năm 1946. Quốc hội này có 403 đại biểu, trong đó Việt Minh chiếm 120 ghế, số còn lại thuộc về các đảng phái khác và cả những đại biểu không có đảng phái. Quốc hội khóa 1 kéo dài 14 năm,
từ 1946 đến 1960 với 12 kỳ họp, đã xem xét và thông qua được một bản hiến pháp tốt, 16 đạo luật, 50 nghị quyết và 3 chính phủ liên hiệp. Sau năm 1954, đất nước chia đôi, nhiều đảng phái chính trị khác bị đàn áp hoặc đi vào Nam, miền Bắc bị đặt dưới sự cai trị của đảng lao động, quốc hội dần bị thâu tóm và đặt hoàn toàn dưới sự kiểm soát của đảng. Theo tác giả, sau gần 80 năm, giờ đây Quốc hội Việt Nam đã thực sự trở thành một quốc hội bù nhìn, hoàn toàn nằm dưới sự thao túng tuyệt đối của đảng Cộng sản. Nhưng quốc hội không chỉ đơn giản là gật theo ý đảng, mà đã bị biến thành một công cụ đắc lực của đảng, dưới hình thức tinh vi, khiến cho người dân và thế giới lầm tưởng. Hình ảnh quốc hội bù nhìn với 500 nghị gật. Tác giả dẫn lời ông Nguyễn Văn Phúc, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội khóa 13, từng phát biểu rằng, vấn đề là phải xác định sự lãnh đạo của đảng với quốc hội khác gì với các thể chế khác ở chỗ nào. Vì quốc hội và hội đồng nhân dân là cơ quan dân cử, ví dụ với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm, 5 năm, khi ban chấp hành trung ương hay bộ chính trị quyết định quá cụ thể các chỉ tiêu thì không còn dư địa nào cho quốc hội bàn. Lúc đó đảng quyết định luôn rồi, chứ không chỉ dừng lại ở chủ trương nữa. Và chuyện đưa ra quốc hội chỉ là để hợp thức hóa mà thôi. Tác giả đánh giá lời phát biểu của ông Phúc cho thấy đảng đã dứt khoát giành lấy quyền quyết định hết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội Việt Nam. Đặc biệt về nhân sự, đảng cũng nắm thật chặt, thậm chí là quyết định ai, vào thời điểm nào thì có tín nhiệm, thời điểm nào thì không. Ví dụ rõ nhất là trường hợp của ông Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ mới đây. Rõ ràng quốc hội chỉ là một công cụ của đảng để hợp thức hóa các quyết định của đảng. Tác giả dẫn điều 69 Hiến pháp Việt Nam, theo đó, Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của Việt Nam. Và điều 70 Hiến pháp trao cho Quốc hội nhiều quyền hạn rất lớn, ví dụ, quyết định vấn đề chiến tranh và hòa bình, quy định tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác, đảm bảo quốc phòng và an ninh quốc gia, quyền quyết định trưng cầu dân ý, hình ảnh những võ sĩ giác đấu bại trận. Tác giả cho biết Quốc hội đã từng khiến đảng phải lùi bước hai lần với dự án đường sắt cao tốc và sân bay Long Thành. Nhưng giờ đây người dân hoàn toàn không biết điều gì đã xảy ra. Tác giả đặt ra một loạt câu hỏi, đó là ai đã thực hiện việc phế truất các vị lãnh đạo cao nhất? Ai đang tiếm quyền thực sự? Thực chất đã có một cuộc đảo chính phi bạo lực hay không? Cuộc đảo chính này là bất thành hay đã thành công rực rỡ? Quyền lực thực tế nằm trong tay ai hay nhóm nào? Không ai biết. Quan sát chính trị Việt Nam gần đây, tác giả hình dung các võ sĩ giác đấu tại đại hí trường La Mã, nơi diễn ra các trận đấu sinh tử, nơi kẻ thua cuộc chỉ chết khi người thắng cuộc nhận được dấu chỉ của người có quyền lực nhất. Tác giả bình luận, hàng ngàn năm trôi qua, trò chơi quyền lực tại Việt Nam vẫn thu hút được đông đảo dân chúng, giống như võ sĩ giác đấu tại đại hí trường khi xưa. Chỉ khác, giờ đây khán giả không biết kẻ bại trận có thật sự bại trận và chấp nhận thua cuộc hay chưa. Nhân dân Việt Nam hoàn toàn không được dự phần vào bất kỳ quyết định nào, dù cho hiến pháp quy định nhà nước là của dân, do dân và vì dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Quốc hội đã trở thành công cụ đắc lực của đảng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d